Chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay clip cho bạn xem. Hôm nay mình sẽ quay clip nhỉ. Hôm nay mình sẽ quay clip giải toán các bạn nhé. Ok quá. Ở phần trước thì chúng ta đã đếm bài bao nhiêu nhỉ? Ở phần trước chúng ta đã đếm bài là 22 bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chia tiếp câu B. Câu B là gì nhỉ? Câu B là 5x nhân với x trừ 1. Sau đó là trừ đi 3x nhân với x trừ 1 đúng không? Câu này chúng ta phải làm như thế nào vậy? Chúng ta thấy hai cái nhân tử chung ở hai cái hạng tử này là x nhân với x trừ 1 không? Đấy cũng được coi là nhân tử chung bạn nhé. Đấy, x nhân với x trừ 1 nhân với 5 trừ đi 3 còn 2. Thu gọn vào chúng ta sẽ được 2x nhân với x trừ đi 1. Khá là dễ bạn, không gì khó đâu. Dễ mà. Ok đó, mình sẽ làm câu C này. X nhân với x cộng đi y trừ đi 5x trừ đi 5y. Câu này chúng ta phải làm như thế nào nhỉ? Ở cái hạng tử nhất thì nó đã đặt nhân tử chung rồi. Nó đã phân tích thành nhân tử đúng không? Đấy. Mình sẽ phân tích tiếp hai cái con còn lại thành nhân tử chung bạn nhé. Ở đây có chung con trừ 5 đúng không? Đặt con trừ 5 ra ngoài, bên trong còn lại là x cộng với y bằng x cộng y nhân với x trừ 5 các bạn nhé. Ok luôn. Một câu hỏi khá là ngẫu nhiên á. Ok bạn nhé, nhập tuyệt vời luôn. Còn nhiều lắm, lâu. Quá là lâu rồi anh ạ. Ok bạn nhé, vừa làm vừa ăn. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài 23. 23 là tính giá trị của các biểu thức sau. Câu A là x mũ 2 cộng với x y cộng với x. Đầu tiên phải làm gì nhỉ? Chúng ta vẫn phải phân tích nó thành nhân tử đã. Tí nó thay số vào tính cho dễ các bạn nhé. Ok, quá thế là x nhân với x nhân với x cộng y cộng 1. Thay số vào chúng ta có là ta x thì nó sẽ bằng 77 nhân với 77 cộng với 22 cộng với 1, nó sẽ bằng là 7700 bạn nhé. Wow, một con số khá là đẹp. Số đẹp mà, khá là đẹp không? Không có gì cả. Nó ngon rồi anh em ạ. B, x nhân với x trừ đi y cộng với y nhân với x trừ đi x. Chúng ta phải đổi dấu các bạn nhé. Muốn đổi dấu các hạng từ bên trong phải cho cái dấu trừ bên ngoài là gì nhỉ? X nhân với x trừ đi y này. Trừ đi y nhân với x trừ đi y. Thu gọn lại là x trừ đi y nhân với x trừ đi y. Wow. Thu gọn lại được nữa là chúng ta sẽ được là x trừ đi y tất cả mũ 2 bằng bao nhiêu nhỉ? 53 trừ đi 3 tất cả mũ 2 đông nó sẽ bằng là gì? 50 tất cả mũ 2 nó sẽ bằng là 2500 bạn nhá. Khá đơn giản đúng không? Clip của mình đến đây kết thúc rồi. Thấy video hay cho mình một like và ok các bạn.